बच्चों को, इनके परिवार को जो है लगातार शोषण पे शोषण कर रहे हैं। 12 दिन के अंदर लड़की की लाश मिली, वो भी 10 फुट गड्ढे के अंदर उसको दबा दिया गया। Cô gái ấy bị mất tích nhiều ngày rồi. Gia đình cho biết cảnh sát không lập biên bản vì là người Dalit. Tôi đến đó một mình vào ban đêm để tường trình. Ngày hôm sau, sau tường trình của tôi, mọi người đi theo. Chúng tôi đang ở đồn cảnh sát Jafarpur. Xác người nằm dưới mưa. Gia đình nạn nhân phản đối. Họ cáo buộc cảnh sát đã hành động chậm chạp. Trên TV chỉ toàn nói về người Hindu, người Hồi giáo, trong đó sự căm ghét lan rộng. Đó là những chuyện được nói tới. Bạn mở bất kỳ tờ báo nào ra cũng tương tự như thế. Cho nên, trong môi trường chính trị về tôn giáo, các vấn đề liên quan đến người Dalit và về các bộ lạc bị bỏ lại phía sau. Prabha Devi, khi đi ăn xin, bạn kiếm được bao nhiêu mỗi ngày? Tôi là một nhà báo từ năm 2015. Tôi gia nhập kênh điện tử National Dastak sau khi tốt nghiệp Học viện Truyền thông Đại chúng Ấn Độ IIMC. Tôi đã hoàn thành khóa học tại IIMC vào năm 2014. Đây là cuộc tranh đấu giành quyền sử dụng nước và đất rừng. Cuộc biểu tình này đã diễn ra được một năm. Bạn đang xem Muknayak với Mina Khokwa. National Dastak phản ánh câu chuyện như ai đó bị treo cổ vì đẳng cấp, ai đó không được phép cưỡi ngựa, ai đó không được phép kết hôn hoặc để ria mép. Đây là các chủ đề được tường trình. Thứ nhất, các nhà báo Dalit không kiếm được việc làm, và điều đó còn tồi tệ hơn đối với những người hiểu biết về quyền của mình và nói lên suy nghĩ của mình. Tôi lên lịch các cuộc phỏng vấn mà không được phép thực hiện. Tôi nghĩ nếu tôi có nền tảng truyền thông của riêng mình, tôi sẽ không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Tôi đã từng trình những câu chuyện miễn phí, nhưng chúng không bao giờ được phát sóng. Tôi cảm thấy vô vọng và chúng tôi đã thảo luận rất lâu về chuyện này. Tôi nói với đối tác của mình, GTG, chúng ta hãy bắt đầu cơ sở của riêng mình. Satish, mọi chuyện ổn chứ? Ghi âm tốt chứ? Nhớ kiểm tra âm thanh, lấy về đoạn phát biểu để dùng cho bài phóng sự tin tức. Là phụ nữ mà còn là một người Dalit là một thách thức lớn đối với Mina khi cố gắng theo đuổi sự nghiệp báo chí. Tại sao cô ấy phải mở một kênh tin tức, một cô nhà truyền thông của một tầng lớp yếu thế? Tại sao có truyền thông riêng cho người Dalit, một kênh phù hợp với họ? Bởi vì chúng tôi không được coi là những công dân bình đẳng, chúng tôi thậm chí không được coi là con người khi chúng tôi đấu tranh để được coi là con người. Xã hội chấp nhận bạn, miễn là bạn cứ làm những công việc thấp kém. Xã hội thậm chí sẽ thông cảm với bạn. Nhưng khi bạn mưu tìm sự ngang bằng, họ thắc mắc mình làm sao mà có thể bình đẳng với họ. Tôi nhận ra tầm quan trọng của đẳng cấp. Cho dù bạn có học thức đến đâu, bạn không bao giờ có thể thoát khỏi đẳng cấp của mình. Không thể diễn tả được tôi đã khó nhọc thế nào để cháu Mina có thể được đi học. Tôi làm công hàng ngày. Trước đó tôi làm người giúp việc cho một người trong làng, báo ăn ngày 2 bữa và trả lương 80 rupee, tức 1 đô la một năm.
cả năm trời $1 thôi. Khốn khổ lắm. Ở dưới nhà, trong tủ lạnh hoặc trong ngăn kéo. Mẹ ơi, chúng ta có gừng không? Để đâu vậy ạ? Con ngủ à? Ngủ đi. Dara đâu? Dara đâu? Đâu, đâu, đâu nào? À, đây rồi. Trà đây Dara, uống đi. Một người đàn ông đang ở trong nhà tôi, thuộc tầng lớp thượng lưu. Đây là những xiềng xích mà chúng tôi đang dần phá vỡ. Bạn thấy tình hình truyền thông đại chúng toàn là về sự chia rẽ tôn giáo, về tuyên truyền chính trị. Và điều này có nghĩa là mối quan tâm của chúng tôi bị phớt lờ. Mối quan tâm của chúng tôi về người Dalit và về các vấn đề bộ tộc, các vấn đề về giáo dục và công ăn việc làm không bao giờ được giải quyết. Cho nên nỗ lực của chúng tôi là đưa những vấn đề này lên nền tảng quốc gia. Chúng tôi nêu ra các vấn đề của cả nước, các vấn đề không được chú ý. Với sự hỗ trợ của các bạn, tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Múc Nayak sẽ tiến về phía trước. Cảm ơn. Báo cáo của Oxfam năm 2022 về sự đa dạng trong truyền thông nói, lần đầu tiên sau 75 năm độc lập, một người từ một cộng đồng bị gạt ra bên lề có vai trò ra quyết định, và nhà truyền thông đó là kênh Múc Nayak. Họ bảo, chúng tôi muốn cô phỏng vấn Rahul Gandhi. Tôi ngạc nhiên, sao lại là tôi? Có rất nhiều nhà báo nổi tiếng ở Ấn Độ. Tôi bảo, vâng, nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ làm điều đó. Ngày mai, nếu tôi phải phỏng vấn Thủ tướng Modi, tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi đặt cho ông ấy các câu hỏi về người Dalit, về các bộ lạc và về phụ nữ Hồi giáo. Có con gái tôi đi theo. Khi tôi mệt, Rahul Gandhi đã bế nó. Chỉ trong 2 năm, chúng tôi đã làm được điều mà không một hãng truyền thông nào có thể làm được. Khi chúng ta bắt đầu viết về nỗi đau của chính mình, về lịch sử của chúng ta sẽ làm việc đó tốt hơn. Nếu tay tôi bị đứt, chẳng phải tôi là người nên nói ra nó đau như thế nào hay sao? Ông đã tweet về trường hợp này. Nhiều người khác cũng liên tục chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề này. Cô ấy phải làm việc chăm chỉ gấp 3 lần bất kỳ nhà báo nào khác. Cô không ngừng nỗ lực để chứng tỏ bản thân mình. Nhiều lần tôi đã hỏi tại sao. Công việc của em đang tiến triển rất tốt, mọi người biết em. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rằng cô ấy phải chứng minh điều gì đó. Khi bạn xuất thân từ tầng lớp bị áp bức, bị bóc lột, xã hội buộc bạn phải không ngừng chứng tỏ giá trị của mình. Tôi không thể che đậy danh tính của mình, đúng không? Nhưng những gì tôi có thể làm là buộc người trước mặt tôi phải chấp nhận danh tính đó. Hiện tôi rất hay nói về những điều như vậy. Hôm nay, tôi có thể nói với các thế hệ tương lai của mình rằng, khi có chuyện gì xảy ra với tôi chỉ làm điều đúng đắn. Vì vậy, khi nhìn vào gương, tôi thấy hài lòng. Tôi thấy một con người không ngậm miệng.